quay cho anh em mình từ khi mà xẻ đến lúc hoàn thiện cái tấm này anh em mình nhé. Ok, chào anh em mình nhé. Ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục quay cho anh em mình quá trình mà bên em hoàn thiện lô sập của võ hàng võ Ecop Meyer. Cũng giống như những tấm trước đã quay cho anh em mình thì vẫn là những tấm em để lũa cạnh. Như hình ảnh anh em mình đang xem thì đây đang là mặt dưới của tấm gỗ này anh em nhé. Tấm này thì bên em đang là xả bớt phần rác đi, xả cơ bản là sạch rác luôn á, để lên cái cạnh lũa hoàn toàn là những cái phần nổi thôi. Trước tiên thì dùng cưa đọc đi và sau đó sẽ dùng đến cái máy cạp cạp cái phần rác thêm ra nữa. Ok, và đây chính là mặt tiền của tấm gỗ này. Hiện tại thì bên em đang là rong vuông sơ phần đầu gỗ để khi có anh em nào mà muốn chốt thì bên em chỉ việc là rong hai bên cạnh hông nữa là sẽ được một cái sản phẩm chốt vuông hoàn thiện luôn, không cần phải ke vuông lại một lần nữa.
tiếp tục hoàn thiện tấm sập thì bên em chuyển sang giai đoạn là bào gọt. Tấm này thì nhìn chung là khi mà xẻ về nó cũng hơi bị lượn, chính vì vậy nên công việc bào nó cũng mất khá là nhiều thời gian. Hả? Chỉ cần vào hết một lượt là xong à? Anh đâu có quay nhiều đâu. Cứ bảo hết một lượt là coi như xong tấm này. Bảo cứ bảo hết một lượt là mình thôi chứ mình quay gì nữa. Coi như là xong rồi. Hả? Đây, để ở giữa lại vậy.
Hỏi gà đi. Tên tên. Và cuối cùng thì cũng đã xong phần thô rồi. Sau khi mà bào xong lấy được mặt phẳng như thế này thì chuyển qua một giai đoạn khác, đó chính là chà nhám. Chà nhám thì cũng trải qua khá là nhiều nước nhám khác nhau. Đầu tiên vẫn là lấy một nước nhám 36 để phá, sau đó tăng dần lên đến khi mà tấm gỗ nó thật là láng mịn. Phần cành như thế này thì cũng cần được sửa lại một chút, bo cho nó tròn hơn để tránh trường hợp trong quá trình sử dụng đi qua đi lại thì có thể là va vấp gây tai nạn, gây nguy hiểm. Thank you.
đẹp lắm anh em. Anh em ghé like tham khảo anh em nhé. Hôm nay thì cây dày 18 anh em. Phần đầu bên này là 1m72, dày 18 là dài. Chiều dài của nó là 3m23. Đầu bên này đo anh em một luôn này. Đầu bên này là 1m91. 1m91 dài 3m23. Sơn lót nữa 2 này. Anh em cùng theo dõi hết video anh em nhé. Thank you.
1 nó còn đang hút mà, nó đen, nó thâm lại. Này nó vẫn còn đang mạnh. Này. Tới cái nước phun nó mới khác được. Đây mình sập mình nên bóng mở chứ nên bóng sáng à. Mình phục sáng vẫn thì đã. Đẹp đấy. Một đầu 1m7, một đầu 1m. Tấm này dày 18, nãy tụi em đo anh em mình là 1m91. Đầu 1m7, một đầu 1m91. Dày 18. Dài 3m23. Vâng, đẹp lắm.